chào các em hôm nay chúng ta sẽ sang một nội dung khác của kỹ năng thuyết trình đó là phân tích khán giả trong thuyết trình nội dung bài học hôm nay gồm có hai phần lớn phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của việc phân tích khán giả và nội dung thứ hai đó chính là phân tích khán giả trước trong sau buổi thuyết trình như thế nào chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên tầm quan trọng của việc phân tích khán giả Vậy theo các em, nó có quan trọng như thế nào trong việc chúng ta thuyết trình khi chúng ta biết cách phân tích khán giả của mình ạ? Tại sao phải phân tích khán giả? Đúng không? Và chúng ta thấy ông cha ta có một cái câu mà rất là quen thuộc đó là biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng. Hãy hình dung như mỗi lần trước khi ra thuyết trình là chúng ta đang gì đấy ạ? Đang đi đánh trận đúng không? Và chúng ta phải hiểu cái đối phương của mình, cái người tương tác với mình đấy là ai nếu chúng ta đã hiểu rõ về khán giả của mình thì chúng ta sẽ có cách giao tiếp cách thuyết trình phù hợp với khán giả của chúng ta và chắc chắn chúng ta sẽ không có một cái sự choáng ngợp hay bỡ ngỡ nào và chúng ta sẽ gạt được những cái thành công trong buổi thuyết trình đấy vậy thì thời gian nào là thời gian chiếm cái thời lượng nhiều nhất để chúng ta phân tích khán giả của mình ạ theo các bạn thì là trước khi thuyết trình hay là trong khi thuyết trình hay là khi thuyết trình xong rồi ạ và câu trả lời đó chính là gì ạ thời gian nhiều nhất đấy là trước khi chúng ta thuyết trình để chúng ta luôn đặt mình ở trạng thái là tư thế diện chủ động hiểu được khán giả rồi